Mến chào toàn thể các bác các anh em nhà mình nhé. Hôm nay là cái ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch. Chúc toàn thể các bác các anh em nhà mình, những người đam mê hoa lan, có một tháng mới sức khỏe dồi dào, làm ăn thành công phát đạt. Ở trong video clip ngày nay thì em lên chia sẻ những cái mặt hàng con giống bình dân, quốc dân và cao cấp đều có để chia sẻ tới toàn thể các bác. Các bác mà có nhu cầu sưu tầm các con giống gì thì liên hệ trực tiếp cho em. Và sau đây thì cũng mời các bác các anh em mình đi vào chi tiết từng đơn hàng rất nhiều vân vân. Như trước màn hình các bác các anh em, đây là một cái chậu nái của Vẹt Huyền Diệu, gồm có 4 thân, 3 thân dài và 3 một thân ngắn. Một cái bông Vẹt Huyền Diệu rất là đẹp, hôm nay chia sẻ yêu thương cho các bác. Cái ngày đầu tháng chậu này mới bữa là bán 2,5 triệu. Hôm nay để yêu thương đáp lại cái tình cảm của các bác đã dành cho em trong những thời gian qua, thì hôm nay cái chậu này quyết định chia sẻ cho bác nhà mình là 1,8 triệu. Rất là đẹp, của dòng Bẹt Huyền Diệu. Cái dòng này các bác biết là chơi được cả lá mít và mặt bông bẹt, rất là đẹp các bác, rất yêu thương. Thì bác nào mà sưu tầm cái chậu này thì liên hệ cho em, 1,8 triệu đồng, rất yêu thương. Tiếp theo đây thì là một cái chậu 5 inch trắng Phúc Lai, rất là đẹp, rất là nổi tiếng rồi, rất là nhiều bác sưu tập. Thì đơn này thì chia sẻ yêu thương cho các bác nhà mình cái đơn 5 inch trắng Phúc Lai này, rất là yêu thương. Chỉ với 400.000 thì các bác đã sở hữu được em nó rồi, bởi vì cái bông này trên thị trường rất là ít giống và rất là nhiều anh em đón nhận. Thì đây là một cái đơn số 1 chia sẻ yêu thương cho các bác nhà mình là 400, rất yêu thương. Cái đơn số 2, đơn này to hơn, chia sẻ cho các bác nhà mình là một chút là 450, rất yêu thương. Đó. Và tiếp theo là một cái đơn số 3, đơn này to hơn, chia sẻ cho bác nhà mình là 500.000 đồng. Đó, 500.000 đồng, rất yêu thương. Phúc Lai, đơn số 3, đơn này to nhất, chia sẻ to hơn, chia sẻ cho bác nhà mình là 600.000 đồng. Đó, rất yêu thương, 500 Phúc Lai. Tiếp tục là một cái đơn số 5, đơn này chia sẻ cho bác nhà mình là 550, rất đẹp, Phúc Lai. Và đơn tiếp nữa là đơn cuối cùng, đơn to nhất, đơn này chia sẻ cho bác nhà mình là 700. Đó, rất là đẹp, nằm trong Phúc Lai thì rất nổi tiếng rồi. Đó, và chia sẻ cái giá yêu thương. Tiếp tục là một mẫu quốc dân của Bảo Duy, chia sẻ cho bác nhà mình là đơn số 1 300, đơn số 2 300. Đó, đơn số 4 300 và một chậu vô thường 250. Đó, rất yêu thương. Và một chậu sơn nở sơn la, chia sẻ yêu thương là 400.000 đồng. Hai mầm gốc khỏe lực đẹp, rất yêu thương cho các bác sưu tầm. Đó. Và tiếp theo là một đơn hồng phù hoa, chia sẻ yêu thương 800.000, gồm có 3 kim thân và một mầm gốc. Tiếp theo là chia sẻ một cái mặt bông rất đáng sưu tầm, tím tuần triệt, chia sẻ yêu thương 250.000 đồng cho đơn số 1. Đơn số 2 là 250.000 đồng. Tiếp theo là đơn số 1 của Sư Bạch Tinh Tú, 500.000 đồng cho đơn số 1. Đơn số 2 là 500.000 đồng. Đó, Sư Bạch Tinh Tú. Và tiếp tục là một cái dòng 5 inch trắng cờ đỏ. Như các bác biết thì đây là những kỳ cuối vụ, rất khỏe, rất lực, để chia sẻ ngay đầu tháng cho các bác. Kỳ này rất đẹp các bác nhé. Kỳ số 1 này chia sẻ ngay đầu tháng cho bác nhà mình hôm nay là yêu thương này, chia sẻ 3 kỳ yêu thương, 4 kỳ yêu thương đi. Kỳ số 1 rẽ ra hết rồi các bạn, 600.000 đồng cho đơn số 1. Đơn số 2 rẽ cũng khỏe rồi, đơn này nhìn hơn, yêu thương 700. Đơn số 3 600, rẽ có hết rồi các bác nhé. Đó, đây là những kỳ gom cuối vụ. Tiếp theo thì nữa là một cái đơn cũng từ thân bà,
như bác biết là nó đang ra một mầm tiếp rồi đó, chia sẻ 600.000 đồng, rất yêu thương. Và đơn to nhất đơn này là 1.600.000 đồng cho các bác các anh em sưu tập nấm trắng cỏ đỏ rất nổi tiếng rồi. Và hiện tại thì giá của nó vẫn rất là căng, nhưng chia sẻ cái ngày đầu tháng cho các bác thì cái giá cực kỳ yêu thương đó. Tiếp theo là một cái chậu tím hạt tây đẹp sắc nước nguyên thành. Còn tím hạt tây thì các bác biết hoa của nó đẹp, một bông tím rất là đáng sưu tầm đó, tím hạt tây. Cái chậu này cũng rất là dài, rất là to, chia sẻ cho các bác nhà mình cái giá là 400.000 cho các bác sưu tầm đó. Tiếp nữa là cây hoa để chia sẻ yêu thương cho bác, thì hôm nay cái đơn này là ngày đầu tháng là 1.000.000 đồng cho đơn số 1. Đơn số 2 là 600.000 đồng, đơn số 3 là 600.000 đồng, rất yêu thương. Tiếp theo là mắt bão, thì cái chậu này gồm có 3 cây rất đẹp các bác nhé, chia sẻ cho bác nhà mình là 300, lấy các bác là 250 cho đơn số 1. Đơn số 2 là 400 và đơn số 3 là 500. Tiếp theo là một cái chậu khổng tước chia sẻ yêu thương 500.000 đồng, chậu số 1. Chậu số 2 cũng là chia sẻ 500.000 đồng, nấm trắng khổng tước rất yêu thương. Và tiếp nữa là một cái chậu xóa mắt phụng tiên chia sẻ yêu thương cho các bác là 300.000 đồng cho một chậu, rất yêu thương. Và tiếp tục là chia sẻ nấm trắng hoàng khuyên. Để mà nói về cái bông hoàng khuyên thì nó cũng ít giống, thậm chí ít cả hơn long khánh, nhưng bông của nó đẹp thì ngang tầm long khánh, tại vì nó ít giống mà nó chưa quảng bá nhiều nên có nhiều bác mới chơi chưa biết. Nhưng cái bông này thực chất là rất là đẹp và cũng rất nhiều anh em tay to đẩy giá, nhưng các bác mà điều kiện tài chính kém thì có thể mua những cái bông này chơi đẹp. Hôm nay đầu tháng mấy ngày là bán trên 1.000.000, hôm nay chia sẻ cho bác kỳ này là kỳ số 1, 1.000.000 hoàng khuyên. Kỳ số 2 là to hơn 1.200.000, kỳ số 3 to nhất là 1.500.000 cho các bác sưu tập đó. Tiếp theo là một cái chậu nấm trắng thiên ấn 300.000 đồng đó. Một kỳ sọc số đỏ, một bông sọc số đỏ rất là đẹp này yêu thương, 400.000 đồng cho chậu số 1. Chậu số 2 gồm có 2 cây 400 sọc số đỏ. Tiếp theo thì là một cái chậu long khánh, hôm nay thì để yêu thương cho bác một cây này cho bác sưu tập, bác nào mà xem được thì lấy. Cây này yêu thương 6.000.000 đồng, cây số 1, một cây duy nhất, cho bác nào may mắn xem được 6.000.000 đồng cho một cây số 1. Cây số 2 là 12.000.000 đồng, cây số 3 là 13.000.000 đồng, rất đẹp. Một chậu đôi mắt Breku cũng chia sẻ yêu thương cho bác nhà mình là 1.000.000 đồng, rất khỏe, rất lực, rất năng. Vĩnh Khang cho chia sẻ cho các bác cây gươm tự nhiên rất khỏe, rất đẹp là đầu tháng 350, chậu số 1. Chậu số 2 350 và chậu số 3 là 350, chậu số 4 là 350 đó. Thì các bác mà sưu tầm cái giống gì, mặt hàng gì thì các bác chỉ cần liên hệ cho em. Và cuối cùng là một cái chậu nữ hoàng biên tím chia sẻ yêu thương cho các bác nào chưa có giống thật sự. Vì những cái ngày khó khăn vào đầu năm học như thế này thì rất nhiều thứ phải lo toan. Bác nào mà thực sự thích cái bông này, cái mặt hàng này, nữ hoàng biên tím này, chia sẻ cho các bác ngày đầu tháng giá là 4.500.000, rất yêu thương cho các bác sưu tập.